การมิ่งคนน้องกายตัวเขาตัวไม่มาที่เก่าตัวเขามาเต่าชัวไม่เอาใจเห็ดเองซึ่งแข่งใครเห็ดมันทักโซเบกเกอร์กันมึงหน้าตันบิงใจน้องกัดตัวกันเป็นตันตันมาในเกตีตันมาไปอาตาI'm not afraid of the dark.
ไม่เอาไม่เอาเพื่อนของผู้นั้นมาดีๆจงเต่าจงเกี่ยวไม่เท่าเพื่อนของสีบูมันไงไงจงเต่าผู้เอื้อมไม่เท่าหนุ่มโบราณจงเต่าไม่ดังโบราณยาลังในมีเล็กดีดอกไฟอาไม่ต่างยาพับยาไทยสีเพื่อนตัวยาเมื่อใดลูกมันไม่เท่าเธอตัวดีดวงจะสาบเอาเพื่อนกินโบราณเส้นดวงกินโบราณไอ้ยาได้ของยาไอ้ยาสั่งทุกข์ทารุ่งเอ็ดไปคือตั้งตาหน้าไอ้ฟ้าดูทันเจ้า
Thế rồi trôi nhất thế giới. Ui rồi ôi, lại khen anh như thế thì có mặt đang chung đấy em ạ. Vui tí thôi, cô chúc cháu nhiều lộc nhé. Việc phải làm thôi cháu nhỉ. Vâng, làm cho bác này ở trong miền Nam, làm để bác cần về bác ra ăn cưới. Bác bói xong rồi bác làm luôn cho con gái để đi làm việc thăng quan làm quan tăng chức, xong rồi béo khơi. Ờ cưới mà thì đi mà siêu nền bà tai tai ơi có mà thứ nào ơi có tăng mà yeah. Tối mai gặp nhau nhé anh, ok. Cô hôm nay bán được nhiều hàng rồi nhà cô nhỉ? Em chào thầy, chiều nay thầy ở nhà không ạ? Có người hỏi ở nhà không? Cá lắng? Đức Minh. Đức Minh gì ạ? Ừ, nhưng mà cái này chung lại bà trẻ trên thay lốt rồi trên cái tay người tôi đi vào lát em qua thâu là chu hành nét à. Ồ cả mà nhánh vơ cả bế hoạn hội vơ sông hào vơ. Cảm ơn cháu cô bán được tí tẹo thôi. Vâng, dần dần nó bán nhiều quá. Mùa này này các then đang rình rục ở nhà hàng đồng ạ. À, có khách hàng đồng sang xem à? Ok sang.
Quái lớn hơn cả bố này, được nghỉ về họ phải bố này ấy, không có bố không cho tiền, không có tiền tiêu, cao hơn bố, cao hơn bố rồi, đi học 2 năm về bây giờ lớn lắm rồi, thằng Ma Tí Tớt, Ma Tí Tớt Tha Vương thẳng tưng ấy, thế này, con nhà thầy Tha Vương thẳng tưng. Các con này, con nhà thầy mặc quần sóc thắp hương cụ. Về lại thay bố làm thầy. Thầy con. Đi làm thầy, đi họ rồi làm nghề còn thằng em thay bố nữa. Thằng không biết nói tiếng thổ, mình sống là Lao nên Lao thầy đấy. Quay cái mặt về đây xem có giống bố không? Giống rồi. Thầy lại thằng khan khai khà tập bếp bàn nó nói anh mới mang tới quay khà thì con vịt làng kia để làm. Để làm gì? Thì con phải làm. Hôm tối nay làm nồi lẩu bà.